Pechanga Resort Casino được bầu làm sòng bài tuyệt vời nhất Nam Cali, sòng bài khách sạn tuyệt vời nhất Cali trong 3 cuộc thăm dò ý kiến độc giả. Các cơ quan truyền thông lớn mới đây, Pechanga cũng đoạt được các giải thưởng sân golf tuyệt vời nhất, bữa sáng tuyệt vời nhất, bữa brunch tuyệt vời nhất. Mùa trao giải thưởng đã đến với chúng ta. Song ở đây, chúng tôi không nói về những buổi trao giải trên sân khấu tại một rạp hát lớn ở Los Angeles, mà đang nói về những giải thưởng mới đây đã dồn dập được trao cho Pechanga Resort Casino, một trong những cơ sở resort casino lớn nhất nước Mỹ. Pechanga vừa mới được trao tặng những danh dự hàng đầu bởi độc giả của 3 cơ quan truyền thông cấp quốc gia và cấp vùng. Những giải này gồm sòng bài Nam Cali tuyệt vời nhất, Best SoCal California trong 2 tờ nhật báo trang mạng lớn trong vùng, sòng bài khách sạn tuyệt vời nhất ở Cali, Best Casino Hotel in California trong một trang mạng toàn quốc, và sân golf tuyệt vời nhất, Best Golf Course, bữa brunch tuyệt vời nhất, Best Brunch, và bữa sáng tuyệt vời nhất, Best Breakfast trong một cơ quan truyền thông cấp vùng. Nhân viên và ban quản lý Pechanga hãnh diện về ý nghĩa tốt đẹp của những giải thưởng này, và khi bỏ phiếu bình chọn, độc giả cho thấy những gì họ ưa chuộng. Diện tích 200.000 square feet của tầng sòng bài ở Pechanga đã nâng cao tiêu chuẩn cho các sòng bài trong cả nước. Có một diện tích tầng sòng bài rộng lớn hơn bất kỳ cơ sở resort Las Vegas nào, và đồng thời cũng là một trong những cơ sở resort casino lớn nhất nước Mỹ. Con số 5.400 máy kéo và 154 bàn bài tại một sòng bài hoàn toàn không hút thuốc mang tới cho quý khách cơ hội vui chơi, hưởng thụ một bầu không khí không bị khói thuốc bao vây. Khách còn có thể tận hưởng 1.100 phòng và suite của khách sạn, 12 nhà hàng, sân golf hạng vô địch ngay tại cơ sở, spa sang trọng và quần thể hồ tắm rộng 4.5 acre để trải nghiệm mọi tiện nghi hạng từng đoạt giải thưởng và thú chơi bài do Pechanga Resort Casino cống hiến. Xin vào thăm trang mạng pechanga.com.